Hey, xin chào các bạn, it's me again, là Ngô Phúc aka DFit. Chào mừng quay trở lại với channel của mình. Như các bạn đã biết thì suốt một tháng qua mình rất là bận rộn trong việc tập luyện, ăn uống để thi đấu các giải đấu trong nước cũng như giải đấu nước ngoài ở quốc tế. Cái bận rộn thứ hai đó chính là mình sắp sửa cho ra đời một đứa con tinh thần đầu tiên của mình, DFit Fitness Studio. DFit Fitness Studio không chỉ là nơi mà mình sẽ cung cấp các loại thực phẩm bổ sung dành cho các dreamer, mà còn là nơi mình sẽ mở một phòng tập studio nhỏ để phục vụ cho việc coaching các học viên của mình, cũng như sẽ là nơi cho các bạn có thể đến đây học hỏi, giao lưu với nhau. Và hôm nay thì sau khi là công việc thi đấu cũng đã xong và mọi việc chuẩn bị cho cái studio của mình cũng tương đối là ổn định rồi, thì mình quyết định cầm máy lên và tiếp tục thực hiện những cái vlog của mình, chia sẻ về tập luyện cũng như dinh dưỡng. Trong suốt thời gian cutting của mình có nhận được một câu hỏi như thế này. Và đó cũng là câu hỏi mà mình nhận được rất nhiều từ các bạn khác nữa. Cho nên ngày hôm nay mình quyết định sẽ làm một vlog chia sẻ kinh nghiệm khi cutting, nói rõ về các sai lầm các bạn có thể mắc phải khi cutting trong giảm cân và giảm mỡ. Và bây giờ thì sai lầm đầu tiên mà mọi người thường hay mắc phải đó chính là việc cắt giảm calories quá nhanh hoặc quá đường đột. Vậy cắt giảm bao nhiêu calories là đủ và bao nhiêu là nhiều? Không có một con số chính xác nào bởi vì nó còn tùy thuộc vào thể trạng cũng như nhu cầu giảm cân của mỗi người. Nhưng theo ý kiến cá nhân của mình thì cắt giảm năng lượng mỗi ngày để giảm cân chỉ nên cắt giảm từ 500 calories đổ lại. Một số người sẽ thấy ổn với con số lớn hơn, nhưng trên thực tế thì đa số khi vượt quá 500 calories cắt giảm mỗi ngày, cơ thể của các bạn có thể trở nên yếu hơn, mệt mỏi hơn, không đủ năng lượng để vận động. Và đặc biệt là nó còn dễ dẫn đến việc mất đi cơ bắp, lượng cơ bắp quý giá mà các bạn đã xây dựng trước đó. Lý do thứ hai, cắt giảm carbohydrate quá nhanh hoặc thậm chí không sử dụng carbohydrate. Giảm cân, giảm mỡ bằng phương pháp low carb là một phương pháp mà quá đổi thông dụng và quen thuộc với mọi người rồi. Mình cũng đồng ý và thậm chí mình cũng sử dụng phương pháp đó. Tuy nhiên low carb một cách quá nhanh và quá nhiều cũng có thể đem đến những hệ lụy giống như sai lầm thứ nhất. Một điều quan trọng mà mọi người nên biết đó là carbohydrate là một trong những nguồn năng lượng chính của cơ thể. Không những thế, nó còn giúp cho quá trình trao đổi chất của cơ thể diễn ra tốt hơn. Cắt giảm carbohydrate có kế hoạch và có theo dõi điều chỉnh không chỉ giúp cho các bạn giảm cân, giảm mỡ hiệu quả hơn mà còn có thể giữ được cho cơ thể mình vừa khỏe mạnh về thể chất và lên tinh thần. Sai lầm tiếp theo đó chính là khi cutting chỉ quan tâm đến protein. Để mình kể cho các bạn một câu chuyện về một diễn viên nổi tiếng. Diễn viên này trong suốt quá trình cutting sử dụng một khẩu phần ăn với lượng đạm rất là cao, có rất ít hoặc thậm chí không sử dụng carbohydrate. Thậm chí ông còn nạp đến 25 ly cà phê đen mỗi ngày để có thể giữ được mức body fat ở 2,9%. Diễn viên này có lẽ không còn lạ lẫm gì đối với mọi người, đó chính là Sylvester Stallone. Nếu như các bạn vẫn còn chưa nhớ ra diễn viên này thì hãy nhớ đến diễn viên đã đóng vai Rambo và Rocky. Và kết quả mà mình muốn đề cập ở đây đó chính là trong quá trình casting năm 1981 để quay một bộ phim của ông ấy, thì ông ta đã liên tục bị đau đầu nhẹ, luôn cảm thấy mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể chất, thậm chí có lúc phải vào thăm bệnh viện vài lần. Để đạt được bất cứ điều gì cũng đều luôn có cái giá của nó, nhưng nếu bạn muốn giữ cho cơ thể mình vận hành lâu dài và hiệu quả nhất thì bạn cần phải biết yêu quý nó bằng cách nạp đầy đủ dưỡng chất, không chỉ đạm, carbohydrate mà còn phải là cả chất xơ, chất béo tốt. Cơ thể đẹp không thôi là chưa đủ mà còn phải khỏe mạnh và sảng khoái. Đến đây thì mình muốn nhắn nhủ với các bạn rằng nếu thấy thích video của mình thì like, nếu thấy hay thì share. Còn nếu đây là lần đầu các bạn xem kênh channel của mình thì các bạn hãy nhớ nhấn nút subscribe để có thể coi được các video tiếp theo. Tuyệt vời hơn nữa thì hãy nhấn nút cái chuông ở bên dưới để mỗi khi mình đăng một video mới các bạn sẽ được thông báo, không thể bỏ qua các video đó. Sai lầm tiếp theo, ăn quá nhiều healthy food. Tại sao ăn nhiều thức ăn tốt cho sức khỏe là sai lầm? Nên nhớ mình luôn nhấn mạnh ở từ quá nhiều. Bất cứ nguồn thực phẩm nào cũng có lượng calorie riêng của nó. Hãy tưởng tượng calorie trung bình bạn cần một ngày là 3.000, nhưng trong khi đó bạn ăn lên đến 3.500 hoặc 4.000 calories mỗi ngày. Thì dù cho là lượng năng lượng dư đó nó có xuất phát từ những cái thực phẩm tốt như thế nào, ví dụ như là thịt ức gà, yến mạch hay thịt bò, thì nó cũng có thể làm cho các bạn tăng cân ngoài ý muốn. Một sai lầm cuối cùng đó là sai lầm khi tập luyện, đó chính là các bạn chỉ tập trung vào cardio mà bỏ qua các bài tập resistance training. Resistance training nói cho một cách dễ hiểu là các bài tập với tạ. Một điều quan trọng bạn nên biết là tập tạ cực kỳ hiệu quả trong việc đốt cháy mỡ thừa và xây dựng cơ bắp. Có rất nhiều phương pháp tập luyện khi cutting phổ biến như là cắt giảm thời gian nghỉ giữa các set, sử dụng super set, sử dụng drop set. Nhưng luôn nhớ cho mình rằng phải tập đúng, nặng và hiệu quả thì mới có thể đốt cháy được mỡ thừa, đồng thời xây dựng được cơ bắp phát triển. Yo, vậy là mình vừa điểm qua những sai lầm phổ biến nhất mà khi cutting các bạn thường hay mắc phải. Mình hy vọng là những chia sẻ của mình sẽ giúp ích cho các bạn trong khi cutting, giúp cho các bạn tránh khỏi việc mắc phải những sai lầm không đáng có.
Và cuối cùng là nhớ like, share và subscribe kênh của mình nhé. Peace.